Hello các bạn, xin chào các bạn. Hôm nay Hùng Thi review cái clip này là Hùng Thi đang bứng cỏ giao cho khách hàng ở thành phố Hồ Chí Minh. Thì hôm nay Hùng Thi review cái clip này để mấy bạn biết là cơ sở và kiểu Hùng Thi có mua bán cây kiểng, cỏ thảm các loại, cây công trình. Cơ sở và kiểu Hùng Thi các bạn có thể truy cập lên website qua kiểng Hùng Thi.com hoặc là trên trang Facebook qua kiểng Hùng Thi, Hùng Thi qua kiểng nha các bạn. Thì các bạn nhớ đăng ký cái kênh qua kiển Hùng Thi Vlog YouTube này của Hùng Thi để biết được những cái video mới nhất nha các bạn. Rồi bây giờ hôm nay Hùng Thi sẽ giới thiệu cho các bạn cái mình đang bứng cỏ giao cho khách nha các bạn. Đây là cỏ nhung. Đây là cỏ nhung nha các bạn. Đây là cỏ nhung Nhật. Thì mỗi một lọn như thế đó là 1 mét vuông. Một lọn như thế là 1 mét vuông. Hiện giờ là cỏ nhung Nhật ở làng Hoa Đất mình có rất là nhiều và rất là đẹp. Thì các bạn có thể liên hệ với Hùng Thi qua hotline 0918 708 965. Nhớ các bạn, có thể điện ngay cho hotline 0918 708 965. Cơ sở và kiểng Hùng Thi nằm ở làng Hoa Sa Đéc thuộc thành phố Hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp nha các bạn. Các bạn điện Hùng Thi đi, một cục gì đó, một lọn gì 1 mét vuông nha các bạn. Nó sẽ có 2 lọn vô một cái bao như thế này là 1 mét vuông. Thì một cái lọn với cái size của nó sẽ là 5 nhân cho 100, 2 lọn cộng lại là 1 mét vuông nha các bạn. Thì các bạn đã thấy đó, nhân viên đó, nhân công đang chuẩn bị đơn đóng hàng đó, là mình đang vô trong thực tế cái vườn mình review cho các bạn coi, các bạn biết cỏ ở Sa Đéc như thế nào, rất là đẹp. Rồi các bạn hãy điện với Hùng Thi số điện thoại 0918 708 965 nha các bạn, và nhớ đăng ký kênh của Hùng Thi, nhấn vào cái chuông để biết được những video clip mới nhất. Điện Hùng Thi ngay, cỏ nhung Nhật Sa Đéc, cỏ lá gừng, cỏ xiên chi, cỏ đậu phộng. Và cơ sở của kiểng Hùng Thi tọa lạc tại số 113C, khóm Tân Hiệp, phường Tân Quy Đông thuộc thành phố Hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Hoặc là số 2 là 36DT848, khóm Sa Nhiên, phường Tân Quy Đông, gần khu công nghiệp Sa Đéc nha các bạn. Thì đó là các địa chỉ của, hoặc là các bạn đến với làng Hoa thì cứ liên hệ với khu du lịch miệt vườn Happy Land Hùng Thi thì là sẽ điện sẽ gặp mình thôi, mình sẽ tư vấn cho các bạn. Đây là cỏ nhung nha các bạn, rất là đẹp luôn. Đây là cảnh bứng cỏ nha, bứng một lọn như thế các bạn biết nó khoảng tầm 2 đến 2 phân đến 3 phân thôi, thì cái phần rễ của nó sẽ được bóc lên hết rồi chúng ta về, chúng ta chỉ có việc là chúng ta làm mặt bằng, chúng ta trải thảm ra là xong. Quy trình ở đây đã dưới lên là cát nha các bạn, mình mới trải lên một lớp cho, mình trồng như thế, lớp cho này giúp cho chúng ta bứng cái cỏ rất là dễ, các bạn thấy không? Rồi các bạn liên hệ Hùng Thi nha, mua cỏ thì liên hệ Hùng Thi, số điện thoại 0918 708 965. Bye bye các bạn nha.